chi tâm đọa xuống các vị kề bên nước đài thôn nhà thì bây giờ chỉ làm gì Sa thú năm thai cô tu nữ tự nhiên lúc đầu thì nghe còn liên tục, lúc sau thì mất khoảng nhiều. Dạ, sa thú cô, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng thọ minh hạnh đại đức tuệ đức cô tu nữ tự nhiên, cô tu nữ quy đi giá rát tá ná. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 32. Ấp ba mà đá ra tù phích khú, ba mà đề phá gia đá si hòa, á pháp bồn bá ri hà nà giá, ni bà na xề quá sẵn tí kề. Ấp ba mà đá ra tù phích khú, ba mà đề phá gia đá si hòa, á pháp bồ bá ri hà nà giá, ni bà ná xề quá sẵn tí kê. Ấp ba mà đá ra tùn phích khú, ba mà đề phá gia đá si hòa, á pháp bồ bá ri hà nà giá, ni bà ná xề quá sẵn tí kê. Vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ấp ba mà đá ra tù phi khú, ba mà đề phá gia đá si hòa, á phá bồ bá ri hà nà giá, niết bà ná xì quá sằng tí kê. Tỷ kheo thích tinh cần, sợ hãi phóng dật, chuyên tâm quán thiền, khỏi rơi đọa xuống các miền, vì ấy nhất định kề bên niết bàn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ Nam Mô Bố Thà Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sân Khà Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 32. Áp bá mà đá rá tô bít khú, bá mà đề bá giá giá xí hòa, á pát bồ bá rí hà nà giá, níp bà nát xề quá sàn tí kề. Á bá mà đồ rá tô bít khú, bá mà đề bá giá giá xí hòa, á pát bồ bá rí hà na giá, níp bà nát xê quá sàn tí kê. Áp bá mà đá rá tô bích khú, bá mà đề bá giá giá xí hoa, áp bá bồ bá rí hà na giá, níp bà nát xê quá sàn tí kê. Vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọ, nhất định gần niết bàn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tỷ kheo vui thích tinh cần, sợ hãi phóng dật, chuyên tâm quán thiền, rời khỏi rơi xuống các miền, vị ấy nhất
định về kề bên Niết Bàn bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và thẩm dân đã ôn bài xong, mới mời bàn tay của Tina, mới mời bàn tay của Huynh Quách Thanh Á, mới mời bàn tay Sức Nghiệp Huynh nha. Mời quý vị nha. Thì con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thượng Tổ Minh Hạnh, con kính chào đạo và quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 32. Appamadaratu bhikkhu pammade phayayassi va appapo parihanaya nibbanasse va Sandike Appama Dharadu Bhikkhu Pama De Vajadasi Va Appa Bo Parihanaya Nibbanasse Va Sandike. Vui thích không phỏng dật, tỳ kheo sợ phỏng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần Niết Bàn. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ampam Appamadaratu bhikkhu pammadevayadassiva appambuparihanaya nibbanasseva santike. Appamadaratu bhikkhu pammadevayadassiva appambuparihanaya Nibbana Sewa San Thi Kê. Tỳ kheo vui thích tinh cần, sợ hãi phóng dật, chuyên tâm quán thiền, khỏi rơi đọa xuống các miền, vị ấy nhất định kề bên Niết Bàn. Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa con kính tri ân quý sư, quý cô tư nữ và đạo tràng, con kính mời. Sa thú lành thay Tina. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá, kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Và con xin được kể tình pháp cú số 32. Kính cảm ơn Sích Nhật Truyền, Sích Càng Đông. Kính cảm ơn cô tu nữ Kiriya Ratana. Là kính mời cô giơ tay để kể. Lần đầu không thấy cô kể. Dạ con xin được kể bài kinh pháp cú số 32. Appamadarato bhikkhu pammadevayadassiva appabbo parihanaya nibbanasseva santike. Appamadarato bhikkhu pammadevayadassiva appabbo parihanaya nibbanasseva santike. Appamadarato bhikkhu pammadevayadassiva appabbo parihanaya Nibbana Sewa Santike. Appamadarato bhikkhu pammadevayadassiva appabbo parihanaya Nibbana Sewa Santike. Appamadarato bhikkhu pammadevayadassiva appabbo parihanaya nibbanasseva santike. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần Niết Bàn. Bản dịch của ngài Minh Châu. Tỳ kheo vui thích tinh cần, sợ hãi phóng dật, chuyên tâm quán thiền, khỏi rơi đọa xuống các miền, vì ấy nhất định kể bên Niết Bàn.
Dạ Nam mô Phật Thầy, dạ dạ con xin được xin biết. À kính mời Sít Nhật Huyền. Dạ sa thú kính cảm ơn Minh Quách Thanh Á. Nam mô Phật Thầy, dạ. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Con thành kính lãnh lễ đại đức Minh Mẫn vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ cảm ơn Minh Quách Thanh Á xích rạng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ mến chào Nguyên Tịnh vừa vào đạo tràng. Nguyên Tịnh ơi, hôm nay có ôn bài được không? Thì đưa bàn tay lên Nhật Quỳnh nhường mic để hết giờ. Nguyên Tịnh ơi. Alo alo. Nguyên Tịnh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có thể ôn bài không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Dạ cảm ơn cô tu nữ Vi Di Gia Tana. Ồ được rồi, vậy cảm ơn nha. Dạ bữa nay cô có thể cầm mic được không cô? Lâu lắm rồi không nghe được âm thanh của cô. Như Quang ơi, Như Quang có trước máy không? Nếu Như Quang có trước máy đọc BM của Nhật Quỳnh, Như Quang ơi. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Dạ cảm ơn Châu Phan. Dạ trong khi chờ đợi con xin được ôn bài. Dạ cảm ơn Minh Quá Thanh Á cho bài học. Ba ma đa ra tổ bích khu ba ma đề pha gia đa si hòa a ba bờ ba di hà na gia ni ba na sê qua sanh ti kê a ba ma đa ra tổ bích khu ba ma đề pha gia đa si hòa a ba pha bờ a ba bờ ba di hà na gia ni ba na sê qua sanh ti kê. Dạ cho con đọc lại lần nữa. Abhamma darato bhikkhu bhamma de payada siwa appabbo parihana yanibbana sawa santike. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Dạ đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. A ba ma da ra to bích khu ba ma de pha ya da si wa a pa bo ra ba thi ha na ya ni ba na se wa san ti ke. A ba ma da ra to bích khu ba ma de pha ya da si wa a papo ba di ha na ya ni ba na se wa san ti ke. Tỳ kheo vui thích tinh cần, sợ hãi phóng dật, chuyên tâm quán thiền, khỏi rơi đọa xứ các miền, vị ấy nhất định kề bên niết bàn. Và đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con thấy còn sớm 2 phút mà con chưa thấy bàn tay nào đưa lên. Dạ sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ con thành kính tri ân Đại Đức. Đại Đức đã cùng chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 32. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên Minh Quát Tha Ná, Sít Thi Na, Cẩm Vân, Sít Trạng Đông. Đăng hỷ lên ôn bài Pháp Cú Kinh số 32. Dạ bây giờ thì cũng còn sớm 2 phút nhưng mà con thấy Đại Đức Minh Mẫn đã vào đạo tràng. Con xin phép được cung thỉnh Pháp Sư trước 2 phút. Dạ được không Bạch Sư, xin cho con một tín hiệu. Dạ cảm ơn Quỳnh Quách Thanh Á cho bài học. Dạ con kính tri ân Sư. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay, câu phúc của kinh ngữ vận biểu sự và ý nghĩa câu pháp của kinh này. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Đa Ha Sa. Nam mô Ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Ta sa bhagavato
arahato samma sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng hà như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Tam thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhân chẳng dị hơi viết lòng mở đạo dạy đời. Nhắm vườn lộc giả ngài dời chân sang, thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy kinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, ma đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự biên. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng, con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học ngữ vựng duyên sự và ý nghĩa câu khóc của kinh số 33. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Sa thú lần thai kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Dạ, quý vị nghe âm thanh rõ, ok. Dạ, sa thú kính tri ân quý vị. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 33. Trước khi học câu kệ này chắc cũng xin nói cái này để ung đúc tinh thần tu tập của bà con chư Phật tử, rồi đồng thời cũng để bà con chư Phật tử chúng ta cùng nhau tùy hiểu. Đó là tuần vừa rồi có một người gửi vào tài khoản của chúng tôi, tài khoản Vietcombank, 500.000 với một cái tin nhắn là cô Rạng Đông 12 râm pháp cú kinh cúng dường đến chư vị giảng sư. Sa thú lần thai, mong cô khéo tác ý để cái quả phước nhiều hơn. Đồng thời bà con chúng ta cũng tùy hỷ với cái thiện sự của cô Rạng Đông 12 để chúng ta cùng nhau có phước. Câu kệ 12, câu kệ 33 gồm có 4 đoạn. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi.
Quý vị quan hỷ đưa cái câu kinh. Đoạn 1 của câu kệ: Phan đa năng cha ba lăng chích tăng, Phan đa năng cha ba lăng chích tăng. Đoạn thứ 2: Du rắc khăn đun ni hoa ra dăng, Du rắc khăn đun ni hoa ra dăng. Đoạn thứ 3: Út chung ca rô tí mê tha quy, Út chung ca rô tí mê tha quy. Và đoạn thứ 4, đoạn cuối cùng: Út su ca rô vá chê tê chá năng, Út su ca rô vá tê chá năng. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Khi nào mà quý vị nghe nhỏ lại đó thì quý vị quan hỷ báo cho chúng tôi biết để chúng tôi chỉnh cái mic to đó. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên, phân đắc năng. Cả 3 từ này đó, xin thưa quý vị, đều chia ở đối cách, cách thứ hai. Đối cách tức là làm túc từ trực tiếp. Phân đắc năng chia theo đối cách thành ra là phân đa năng cha ba la rồi chích ta, chia theo đối cách thành ra đó là cha ba lăng chích tăng. Phân đa na có nghĩa đó là sao động hoảng hốt. Nếu mà phân đa na này mà đi với là hát đa giá đó thì là cái quả tim mạnh, là bồi hồi xúc động sao động hoảng hốt. Từ thứ hai, chắp ba lăng. Chắp ba lăng có nghĩa là không có vững chắc, nhẹ dạ. Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch đó là dao động. Không vững chắc, nhẹ dạ, dao động. Từ thứ ba, chích tăng là tâm. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có 2 từ. Từ đầu tiên, đu rắc khăn. Đu rắc khăn. Chữ đu rắc khăn. Chữ đu rắc khăn ở đây đó là từ cái tiếp độ ngữ đu cộng với là rắc khá. Thì cái này là chắc do thể thơ đó, do thể kệ đó. Cái thành ra chữ đúc ở đây đó người ta mới biến thành chữ đu là trường âm. Chữ đu là nó đối lại với là cái chữ xúc. Thành ra cái chữ đúc ở đây đó là khó khăn rồi là không có tốt. Rakha là danh từ của cái động từ rakhati. Rakhati có nghĩa đó là hộ trì, gìn giữ, bảo bọc. Thì rắc khăn ở đây đó là danh từ, thành ra đó là mình dịch đó là sự. Thì đu rắc khác là khó, khó hộ trì, khó bọc, khó gìn giữ. Hai từ này cũng đều chia ở đối cách hết đó, xin thưa quý vị. Từ tiếp theo, đun ni hoa ra dân. Đun ni hoa ra dân là một hợp từ đu cộng với là ni hoa ra dạ. Ni hoa ra dạ
Niwaraya là kêu là Charan là danh tính từ gì vậy? Hay là danh danh động từ gì vậy? Danh động từ của cái động từ Niwareti hoặc là Niwarati, mà Niwarati có nghĩa đó là thu thúc này, kiểm soát, thu thúc kiểm soát. Tiếp đồng ngữ đúng hơn trước nữa, thành ra là khó thu thúc, khó kiểm soát. Rồi chúng ta bước sang đoạn đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ, từ đầu tiên u chung à. U chung đây là u chú mà chia theo đối cách à, thành ra nó có cái hình thức là u chung à, nhưng mà ở đây đó thì xin thưa quý vị, cái chữ u chú này đó là tính từ à, mà chia theo đối cách thành ra nó biến thành trạng từ à, chữ u chú đó là ngay thẳng à, thì khi mà biến thành trạng từ đó mình sẽ dịch đó là một cách ngay thẳng u chung. Các rô tí là làm hay là tạo, động từ, động từ ngôi thứ ba số ít, và đây là cái động từ của danh từ metawi. Metawi là danh từ chia theo chủ cách. Và cái metawi này cả ba giống nó xin thưa quý vị. Nam, trung rồi là nữ, giống nhau, cách chia giống nhau. À, xin lỗi quý vị, chia được ở cả ba giống. Yeah. Metawi là người có trí hay là bậc trí? Rồi đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy chỉ có hai từ. Usukarowa, à, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Usukaro cộng với là iwa. Usukaro nếu mà mình tách nữa đó thì là usu cộng với là karo, kara. Kara là danh động từ, từ cái động từ karo tí. Thành ra kara là người làm, usu là mũi tên. À, người làm tên, usu karo là người làm tên. Ý quá, đây là một cái từ so sánh, ví như, giống như. Tê chá năng, tê chá ná chia theo đối cách. Tê chá ná có nghĩa là cây tên. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi của câu kệ này, của bốn đoạn này. Chủ ngữ của bốn đoạn này đó là metawi. Và cái động từ chính là karoti. Thành ra chúng ta bắt từ chủ ngữ để chúng ta dịch. Metawi bậc trí, karoti làm u chung một cách ngay thẳng. Thì làm ở đây mình hiểu là làm cái tâm đó. Làm một cách ngay thẳng, chích tăng cái tâm phan đá năng bị hoảng hốt. Chá ba lăng bị dao động. Đây là các cái tính từ giải thích cho cái tâm. Chá ba lăng bị dao động. Đu rắc khăn khó gìn giữ, đun nước qua ra dân khó thu thúc, ý quá giống như, u su ca rô là người làm tên, tê chá năng ở đây cái mình ngầm hiểu có cái động từ ca rô tê chá năng,
người làm tên, hay là người làm tên ha, làm mũi tên. Rồi chúng tôi xin được dịch lại một lần nữa để quý vị có thể viết kịp. Và bây giờ chúng tôi chỉ dịch tiếng Việt thôi. Bậc trí làm một cách ngay thẳng cái tâm bị hoảng hốt, bị dao động, khó gìn giữ, khó thu thúc, giống như người thợ tên làm cây tên. Dạ, rồi kính tri ân cô Như Quang đã hỗ trợ phần bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 33. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Tức là học duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhava buddhang phakkhavantang avivademi svakkhato phakkhavata dhammo dhammang namassami Supatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì toàn thể quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại rừng Pháp Cú Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú 33. Đây là câu kệ mở đầu cho phẩm tâm Chitta Vaggha. Câu kệ này cùng với câu kệ Pháp Cú số 34, hai câu kệ này có cùng một duyên sự, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự ở núi Chalika. Đề cập đến tỳ kheo Mekhiya. Mekhiya Therawattu. Bà con chư Phật tử chúng ta biết vị tỳ kheo Mekhiya này không? Thị giả của Đức Thế Tôn trong cái thời gian đầu của Đức Thế Tôn đó, thì có rất là nhiều vị làm thị giả, như là tỳ kheo Nagasamala nè, hoặc là Nagita nè, hoặc là Upawana nè, hoặc là Sunakata nè, hoặc là Sayi Chunda. Rồi đến một thời gian sau đó thì bắt đầu xuất hiện thêm hai vị nữa là tỳ kheo Sakata nè, rồi theo Mekhiya. Và đến lúc mà Đức Thế Tôn ngài tròn 56 tuổi đó, thì tôn giả Ananda mới làm thị giả.
À, vậy vị chi trong cuộc đời của Đức Thế Tôn đã có đến 8 vị làm thị giả. Thì vị tỳ kheo Mê Khí Giá này làm thị giả cho Đức Thế Tôn đó, thì xin thưa quý vị đó là còn khoan, chứ không có phải giống như tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda đó là thánh Tu Đà Hoàn rồi thì mới làm thị giả. Và trong khi mà làm thị giả cho Thế Tôn đó, thì một lần nọ cùng với Đức Thế Tôn đi vân du, thì bấy giờ ở trên đường đi đó, Đại Đức Mê Khí Giá thấy một cái vườn xoài, cảnh trí u nhã nè, thanh tịnh nè, đẹp đẽ nè, phù hợp để cho mình tu hành. Và vị này đã khởi lên cái ước muốn rất là mãnh liệt là mình vào ở trong cái vườn xoài đó, đó để thực hành sa môn pháp, sớm thành tựu được sa môn quả. Cho nên tỳ kheo Mê Khí Giá mới xin phép Đức Thế Tôn. Nhưng mà xin thưa quý vị đó là lúc này chỉ có tỳ kheo Mê Khí Giá là thị giả thôi, và chỉ có tỳ kheo Mê Khí Giá là người ở bên ngài thôi, chứ không có ai cả. Do đó Đức Thế Tôn ngài đã ngăn cản tỳ kheo Mê Khí Giá đến 3 lần. Nhưng mà rồi đó, vị tỳ kheo Mê Khí Giá này đã quyết tâm vậy, cho nên đó là mới bỏ tăng và lê của ngài này, những cái gì mà của Đức Thế Tôn đó, mà tôn giả tỳ kheo Mê Khí Giá này cầm giữ mang theo đó, thì tôn giả này bỏ xuống ở dưới đất vậy đó. Đó, rồi cái đi dạo trong cái khu rừng xoài đó đó để mà thực hành cái sa môn pháp theo ý nguyện của mình. Và vào đến vườn xoài đó thì tỳ kheo Mê Khí Giá này cố gắng hành sa môn pháp mà. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, cái này gọi là mình có thể nói theo kiểu người đời đó, là ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép tú. Cái tâm của mình chưa thuần thục được ở trong chánh pháp đó. Tức là chưa có khả năng, là nói cách khác đó, là cái duyên lành nó chưa có đến đó. Thì lúc đó đó mình có cố tu cỡ nào đi nữa đó thì cũng không có thành tựu được. Một khi mà ba la mật độ đó đã đủ rồi, thì lúc đó cộng thêm một chút cái sự cố gắng nữa đó thì đạo quả mới hiển lộ được. Nhưng mà đối với tỳ kheo Mê Khí Giá này đó thì như là trái cây chưa có chín, thành ra giờ ép cho nó chín đó thì là nó không có chín được. Đó, do đó đó là tâm của vị này đó còn phiền não nhiều nhiều lắm. Vị này chưa có thể nào đó mà kiểm soát nè, kiềm chế nè, khống chế nè, làm chủ cái tâm ma của mình được. Thành ra đó là vị này không có tiến triển được cái gì cả. Do đó nó mới quay về tạ tội với Đức Thế Tôn. Thì lúc đó đó, Đức Phật ngài đã quở trách, ngài nói: này Mê Khí Giá, tội của ông làm đó nặng nề lắm. Ta đã can ngăn bảo ông: này Mê Khí Giá, hãy khoan. Hiện giờ ta chỉ có một mình, chừng nào ta thay thế cho ngươi đó, thì lúc đó ngươi có thể đi. Nhưng mà ngươi đã chẳng để ý gì đến lời yêu cầu của ta, bỏ Như Lai lại một mình mà ra đi, mang danh tỳ kheo mà có tâm nông nổi,
không có vâng lời Như Lai thì thật là không có nên vậy. À, trái lại, ông nên sửa đổi cái tâm mình sao cho nhẹ nhàng, uyển chuyển, mềm mại, dễ uốn nắn. Theo quý vị đó, cái theo này cãi lại lời Đức Thế Tôn, vậy là nên hay không nên, đúng hay là sai? Đức Phật là đại diện cho cái thiện. À, Ngài có nhất thiết chủng trí, Ngài có các cái loại trí mà các bậc thánh đệ tử của Ngài không có. À, đó là Ngài biết được pháp ngũ ngầm của chúng sinh, Ngài biết được duyên lành của chúng sinh khi nào thì chín muồi, khi nào thì chưa chín muồi. À, ấy thế đó mà cái vị tỳ kheo Mê Ký Giá này dám cãi lại lời Ngài. À, và đi tu thì thành ra giống như đó là ép trái cây cho nó chín, thì là làm sao mà nó chín được. À, thì khi Đức Thế Tôn Ngài giáo huấn như vậy xong, Ngài mới đọc lên một loạt hai câu kệ. Hôm nay chúng ta học câu kệ đầu. Phan đã năng chấp lăng chích tăng đủ rắc khăn đôn ni hoa ra dăng u chung ca rô ti mê tha quy u su ca rô quá tê chánh năng. À, ở trong cái bản này thì là đu rắc khăn, chứ không có phải là đu rắc khăn. À, rồi không biết là ở trong cái bản mà cái bản mà của tipitaka.org đó, thì ở trong cái bản đó không có biết đó là đu rắc khăn hay là đu rắc khăn. Và kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu Ngài dịch kệ thơ năm chữ: tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng, như thợ tên làm tên. Còn Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: khó thay trì nhiếp tâm người, chập chờn dao động trọn đời không yên, thợ tài uống thẳng cây tên, giữ tâm cũng vậy thiện hiền khéo tu. Và có một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa. À, thì hy vọng qua ba bản dịch này nè, đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật Ngài dạy. À, xin thưa với quý vị là ở trong cái trang web tipitaka.org đó thì xài được cả hai chữ đu rắc khăn hoặc là đu rắc khăn. À, vậy thì cái câu à, câu kệ này dạy cho chúng ta điều gì ạ? Ở trong hai đoạn đầu đó, Đức Phật Ngài dạy là phan đa năng chấp lăng chích tăng đu rắc khăn đun ni hoa ra dăng. À, chúng ta thấy đó là có bốn cái tính từ để giải thích cho cái từ tâm chích tác, đó là phan đa năng nè. À, phan đa năng đó, à, Ngài Hòa Thượng Minh Châu Ngài dịch đó là quảng hốt nè, chấp phá lăng đó là dao động nè, đu rắc khăn đó là khó bảo vệ nè, đun ni hoa ra dăng đó là khó nhiếp hay là khó thu thúc đó. À, cái tâm của mình đó, nó có bốn cái tính chất vậy đó, xin thưa quý vị. À, thì bốn cái tính chất này đó, xin thưa quý vị, chỉ ở cái câu này thôi, chứ không có phải đó, tính chất không phải cái tâm nó chỉ có bốn cái tính chất đó không. À, chúng ta hiểu đó, Đức Thế Tôn Ngài thuyết cái hai cái câu kệ này đó cho tỳ kheo Mê Ký Giá. À, và với cái căn cơ trình độ của tỳ kheo Mê Ký Giá, Đức Thế Tôn Ngài nhận thấy rằng chỉ nói đến bốn cái tính chất này của tâm, thì tỳ kheo Mê Ký Giá
sẽ ngộ ra được. Dạ, sẽ ngộ ra được. Thành ra đó là trong câu kệ này chỉ đề cập đến bốn tính chất này thôi, chứ chúng ta hiểu ha, không có phải tâm nó chỉ có bốn tính chất này. Sắp tới chúng ta sẽ hát cái câu kệ tiếp theo ở trong cái phẩm tâm này đó, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy tâm có rất là nhiều tính chất nữa, chứ không có phải chỉ có bốn cái tính chất này không. Nhưng mà câu kệ này đó, Đức Thế Tôn ngài thuyết trực tiếp cho Tỳ Kheo Mê Khí Giá. Và sau này đó, những ai mà có thể nghe được đó, thì đó là đối tượng xem như là gián tiếp. Thành thứ ra đó là sau khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết cái câu kệ này giúp đó, thì Tỳ Kheo Mê Khí Giá chứng đắc được đạo quả Tu La Quán, là phù hợp với căn cơ trình độ của đối tượng. Thì khi đối tượng nghe xong sẽ ngộ ra được. Dạ, sẽ ngộ ra được. Vậy thì bốn cái tính chất của tâm này đó là như thế nào, xin thưa quý vị? Thứ nhất đó là phanh đa năng chích tăng, là cái tâm đó nó bị quản hút. Cái tâm đó bị quản bị quản hút, bị sao động. Thì bị quản hút, bị sao động ở đây mình hiểu là sao? Mình con người thông thường của mình là xin thú vị là có mắt nè, có tai nè, có mũi nè, có lưỡi nè, có thân và có ý. Thì khi mình có con mắt thì tất yếu đó là mình sẽ được nhìn hoặc là bị nhìn. Cứ hễ những cái gì đó mà nó đối chiếu vô cái con mắt của mình đó, thì dù mình có muốn nhìn hay mình không muốn nhìn thì mình cũng vẫn cứ phải bị nhìn. Quý vị có đồng ý với chúng tôi vậy không? Giờ mà quý vị nhìn vô cái màn hình của cái laptop hoặc là của máy tính bàn đó, thì chúng ta đang mở cái giao diện bao thoát, room thoát cuối kinh. Đó, thì trên cái giao diện này sẽ nổi lên là chữ nè hoặc là hoa nè. Thì xin thưa quý vị đó, những cái này nè nó đối chiếu vô với con mắt của mình. Dù muốn hay là dù không thì mình cũng vẫn cứ bị nhìn. Nhưng mà tùy thuộc vào cái đối tượng nó đối chiếu vô con mắt của mình, nó đối chiếu vô lỗ tai, nó đối chiếu vô lỗ mũi, nó đối chiếu vô cái lưỡi, nó đối chiếu vô cái thân, nó đối chiếu vô cái tâm dòng suy nghĩ của mình đó, cái nào mạnh, cái nào mạnh, cái nào rõ, thì lúc đó, đó cái tâm của mình sẽ bắt, sẽ xử lý cái đối tượng đó. Ví dụ như là cái giao diện bao thoát này mà rõ thì cái con mắt của mình đó là sẽ thấy. Nhưng mà cái âm thanh của chúng tôi mà rõ hơn, lớn hơn thì là cái lỗ tai của quý vị sẽ làm việc. Rồi khi đó đó, cái ghế của quý vị đó mà nó gập ghềnh chẳng hạn đó, đó cái nó đụng chạm vô cái mông cái gì gì đó, đó thì lúc đó đó là xúc, cảnh xúc nó sanh lên để tâm nó làm việc ở cái chỗ đó. Rồi qua quá trình nè, mình thấy nè, mình nghe nè, ngửi nè, mình đếm, mình có cái sự đụng chạm vậy đó, thì cái dòng suy nghĩ của mình nó cũng sanh lên để mà nó xử lý, nó làm việc. Dạ, nó xử lý, nó làm việc. Vậy thì phân cho nó gọn đó, cái tâm ở đây đó đồng nghĩa với là quyên nhà nó là thức. Thức thì có sáu: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Sáu thức này nó tương đối sáu thức này đó ha, là có sáu đối tượng hay là sáu cảnh tương ứng. Nhãn thức đó thì là thấy cảnh sắc, nhĩ thức đó thì là nghe tiếng, tỷ thức đó là thì ngửi mũi, thiệt thức đó là nếm vị chua cay mặn đắng ngọt lạc, thân thức đó là thì là xúc chạm nè, êm ái nè, nóng lạnh, còn ý thức đó là suy tư suy nghĩ.
À, tùy thuộc vào sáu cái cảnh đó đó, cảnh nào mà nó lớn nó rõ à, thì lập tức cái loại thức tương ứng đó, đó nó sanh lên, nó bắt cái cảnh đó à, và xin thưa với bà con chứ mình sống ở trong cuộc đời này nè à, mình còn phải làm việc, còn phải tiếp xúc đó, thì thử hỏi bà con chứ sáu loại thức này nó có ngân nghĩ không? Xin thưa, nó bay nhảy lung tung à, hết nhãn thức sanh lên đến nhĩ thức nó sanh lộn xộn à, nhãn thức sanh lên rồi ý thức sanh lên rồi tỷ sanh lên rồi thiệt thức sanh lên rồi ý thức sanh lên, nó sanh lộn xộn vậy đó à, nó cứ bay nhảy lung tung vậy đó. Dạ, nó bay nhảy lung tung vậy đó. À, nó trao động qua lại ha, nó thay đổi xin thú gì à, thì cái thay đổi đó đó được gọi là phanh đá năng, nó làm cho mình à, trao động rồi là cái gì à, bị cái cảnh đó đó nó lôi cuốn à, nó kéo theo, đó là cái tâm của mình là vậy. À, rồi cái tính chất thứ hai, chắc phá lăng à, là nó không có vững à, nó không có vững, nó bị dao động à, thì không có vững là sao? Không có vững nó có nghĩa là cái gì à, giờ chúng tôi hỏi quý vị ha, khi mà chúng tôi đang giảng cái đề tài là Pháp Cú Kinh Câu Kệ số 33 cho quý vị đang nghe đây nè à, thì cái lượng thời gian đó quý vị tập trung vô để nghe đó nhiều hay ít, được bao nhiêu, có phải là mình nghe xuyên suốt không, hay là trong quá trình mình nghe đó đó à, thì mình còn suy nghĩ nè. À, mình nghe đó đó thì thỉnh thoảng là gì, nếu mà mình đang ngồi trên ghế đó thì thỉnh thoảng mình có cái cảm giác là mình đang ngồi trên ghế à, rồi có khi đó là gì, ai có ai đó mà họ đang ngồi gần đó thì là đôi khi mình cũng chuyện trò được nữa à, rồi ngoài cái âm thanh của cái vị giảng sư này nói ra đó thì mình còn nghe thêm được nhiều cái loại âm thanh khác nữa. Điều đó có nghĩa đó là cái gì à, cái tâm của mình nó không có trú trên một đối tượng nào cả. À, hoặc là gì, nó trú trên một đối tượng nào đó một cái thời gian đó rất là ngắn rồi nó thay đổi à, rồi nó thay đổi à, thì đó được gọi đó là không có vững chắc, dao động. Cái tâm của mình là vậy đó xin thưa quý vị. À, đến cái tính chất thứ tư à, xin lỗi thứ ba, bút rắc khăn à, xin thưa quý vị, ở trên cuộc đời này không có cái gì à, mà khó bảo vệ, khó gìn giữ giống như cái tâm à, quý vị thấy nữ hoàng anh á, bà có một cái viên kim cương đó, xem như là to nhất thế giới đó à, thì viên kim cương đó, đó theo quý vị là dễ bảo vệ, dễ gìn giữ hơn bảo vệ gìn giữ cái tâm, hay là cái tâm dễ bảo vệ, dễ gìn giữ hơn cái viên kim cương đó? À, xin thưa, cái viên kim cương đó dễ bảo vệ, dễ gìn giữ à, kể cả việc đó người ta bảo vệ gìn giữ một cái quốc gia nào đó cũng còn dễ hơn là bảo vệ gìn giữ cái tâm. Bởi vì sao? Mai mốt quý vị học tới tiếp những cái câu kệ sau đó thì lúc đó đó à, cái tâm người ta định nghĩa vậy nè: chạy xa, sống một mình, không thân, ẩn thân sao. Không thân có nghĩa đó là gì? Nó không có cái hình dáng à, mà nếu mà mình học theo vật lý đó thì là gì? Nó không có màu, nó không có mùi, nó không có vị, nó không có cái vuông tròn méo chi chi cả à, vậy thì nó không có cái hình dáng, vậy thì làm sao mà mình giữ lại được? Như mình có con đó ha, thì mình có thể bảo vệ gìn giữ đứa con đó bằng cách là gì? Mình để nó trong nhà hoặc là mình để nó trong cái nồi đó, thì là mình, đứa con đó là một cái vật hữu hình
Mình có thể mình bảo vệ, mình gìn giữ theo cái kiểu đó, hoặc là viên kim cương cũng đủ, mình có thể bảo vệ, mình gìn giữ theo cái kiểu đó. Nhưng mà cái tâm đó, nó vô hình mà, nó không có thân, nó không có cái hình dáng màu mùi gì gì cả. Mình không thấy, không sợ, không mó gì được hết á. À, thì thành ra đó là rất là khó bảo vệ gìn giữ cái tâm. À, tính chất thứ ba của cái tâm. À, thứ tư, Dunniwarayan chích tăng, là cái tâm đó khó thu thúc, khó kiểm soát. À, theo quý vị là khó hay là dễ à? À, quý vị đang nghe chúng tôi thuyết giảng Phật Pháp câu kệ Pháp Cú số 33 đây nè. À, thì có thể trong quá trình nghe đó, mình khởi lên cái thích nè. À, thích nghe, hoặc là mình ghét nè. À, rồi đây là một cái loại âm thanh thôi, nhưng mà âm thanh ở trong 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 cuộc đời, trong thế giới này đó, là nó nhiều vô số đó. Thì cứ mỗi một loại âm thanh đó mà mình nghe đó, thì mình có thể kiểm soát được cái cảm xúc của mình không? Không, rất là khó, xin thưa quý vị. À, khi mà mình nghe một cái loại âm thanh nào đó, đó mà hợp ý cho mình đó, thì bắt đầu là mình khởi lên sự thích, khởi lên sự hoan hỷ, khởi lên sự phân kích liền. À, nhưng mà ngược lại, khi mà mình nghe một cái loại âm thanh nào đó đó mà không có vừa ý mình, không có khả ý đối với mình đó, thì lập tức mình khởi lên cái sự dị ứng liền, bực bội khó chịu nữa. À, và một khi mà thích rồi đó, thì là xin thưa quý vị đó, là mình ca tụng hết lời. À, nhưng còn khi ngược lại đó, mà đã diễn đó, thì là chê bai đủ điều. Thì âm thanh đó, như vậy, cảnh sắc cũng như vậy, mùi vị cũng như vậy, mùi hương nó cũng như vậy, rồi vị cũng như vậy, đụng chạm cũng như vậy. Mình không có kiểm soát được cái cảm xúc của mình khi sáu thức hay là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tâm của mình đó, tiếp xúc với. Dạ, mình không có kiểm soát được. À, mình không có làm chủ được. Dạ, đây là cái trạng thái, là cái tính chất của tâm đó. À, thì xin thưa quý vị đó, cái tính chất của tâm này đó ha, là chỉ cho phàm phu thôi. À, chứ còn bậc thánh đó, thì khác hết, xin thưa quý vị. À, bậc thánh là khác. À, phàm phu đó thì có cái tâm của họ đó có những cái đức tính này, còn mà thánh đó thì là khác hơn, có thể đó có ít hoặc là không có. À, rồi bây giờ cái vấn đề tiếp theo nè, là nếu như đó mà mình để cho cái tâm của mình nó có những cái tính chất này nè, thì xin thưa chú quý vị đó, là mình được lợi hay là mình bị hại? À, đây là vấn đề quan trọng. À, được lợi hay là bị hại? À, thì để thấy ra được cái điều này đó, thì buộc lòng mình phải là người có trí mê tha quy. À, thì người có trí đó là người đó phải nhận diện được, là phải nhận thức được cái gì là lợi, cái gì là hại, cái gì là thiện, cái gì là bất thiện. Thiện thì tất yếu sẽ dẫn đến cho quả vui, quả lành. Bất thiện thì tất yếu dẫn đến đó là cho quả khổ, quả buồn. À, đúng là thiện, sai là bất thiện. À, đây là mới ha, mới ở trên phương diện, ở trên khía cạnh nhân quả, nghiệp báo thôi đấy, xin thưa quý vị. À, còn bậc trí còn có nhiều cái đặc tính hơn nữa. Đó là bậc trí đó thì là biết được hay là nhận thức được pháp hữu vi đó, thì nó đều có cái tính chất là vô thường, khổ, vô ngã. À, bậc trí đó là người có sự hiểu biết rằng chỉ khi nào mà nội tâm của mình
thanh tịnh, vắng lặng, không còn tham, không còn sân, không còn si mê đó, thì mới là an lạc, mới là được giải thoát. À, bậc trí là như vậy đó, sư tu gì? Thì bậc trí là người hiểu biết rõ tính chất nhân quả nghiệp báo. À, chính vì vậy đó mà thấy ra rằng nếu để cái tâm của mình có bốn cái tính chất này, và có bốn cái tính chất này thì tất yếu dẫn đến là gì? Nội tâm của mình rẫy đầy những phiền não. Và nội tâm của mình rẫy đầy những phiền não thì tất yếu dẫn đến là gì, sư tu gì? Thân sẽ thực hành bất thiện nghiệp, khẩu sẽ thực hành bất thiện nghiệp, ý sẽ thực hành bất thiện nghiệp. Mà một khi bất thiện nghiệp được thực hiện thì nghiệp bất thiện sẽ được tạo, sẽ được hình thành. Mà nghiệp bất thiện được hình thành thì tất yếu dẫn đến sẽ phải bị thọ cái quả khổ, gia thọ cái quả khổ. À, khi nghiệp bất thiện được tạo này thì lúc đó đó mình có cái con mắt này, xin thưa quý vị, là mình sẽ bị nhiều, bị nhìn cái cảnh xấu nhiều hơn là được nhìn cái cảnh tốt. Có cái lỗ tai này thì mình sẽ phải bị nghe cái âm thanh xấu nhiều hơn là âm thanh tốt, như là bị người ta chê bai, mắng nhiếc, chửi bới, âm thanh chát chúa, vân vân. Lỗ mũi cũng vậy, lưỡi cũng vậy, thân này cũng vậy. Và xin hỏi quý vị chứ có ai mong muốn đó ha, mà mình bị nhìn nhiều hơn là được nhìn, bị nghe nhiều hơn là được nghe, bị ngửi nhiều hơn là được ngửi, bị nếm vị đó nhiều hơn là được nếm vị, bị xúc chạm cảnh xúc đụng ha, cái sự nóng lạnh thái quá nhiều hơn là xúc chạm êm ái dễ chịu, không ai mong muốn vậy cả. Thì từ cái chỗ mà không mong muốn vậy thì dẫn ra gì? Phải làm cho cái tâm của mình đó, nó thẳng thớm ra. Làm cái tâm của mình cho nó thẳng thớm ra, thì làm cái tâm của mình cho nó thẳng thớm ra đó là như thế nào? Đó thì ở đây Đức Thế Tôn ngài mới ví nè, Usukaro wa te cha nắng, là giống như cái người thợ người ta làm tên đó, người ta uống nắng cho mũi tên vậy đó. Đó thì người có trí đó, ta thấy ra được cái tai hại của cái việc tâm của mình á, mà mình để cho nó sống tự do buông lung ha, nó nhảy theo cảnh một cách thoải mái vậy đó, tất yếu dẫn đến đó là mình sẽ phải quả khổ. Từ cái chỗ đó đó mà cái gì, phải uốn nắn cái tâm của mình lại, để từ đó đó thân hành của mình đó, nó mới thuộc thiện, nó mới đi theo con hướng con đường thiện. Khẩu hành của mình mới đi theo con đường thiện, ý hành của mình mới đi theo con đường thiện. Vậy thì uốn nắn cái tâm này đó là giống như ha, người thợ làm tên ta uốn nắn cái mũi tên vậy đó. Thì ở trong chú giải đó, người ta giải thích cái đoạn này rất là hay, thì thành ra đó là chúng tôi đọc cho quý vị nghe. Usukaro wati chanan. Chúng tôi đọc cái bản tiếng Việt thôi. Cũng như người thợ chuốc tên, khi vô rừng chọn một khúc cây rễ chắc đem về, đẽo vót thành mũi tên, cho nó trở nên mềm dịu, dễ uốn nắn, và đem hơ trên lửa nóng, cho nó trở nên mềm dịu, dễ uốn nắn, rồi buộc ép nó vào một cái cây cột thật chặt ngay thẳng, hoàn thành một mũi tên không có lệch lạc, mà người ấy dùng bắn một sợi tóc ở đằng xa. Với mũi tên ấy, người thợ vào triều biểu diễn tài nghệ bắn cung cho đức vua và bá quan xem, ắt được ban thưởng trọng hậu như thế nào. Thì cũng như thế ấy, một nam tử hiền minh có đủ trí tuệ, trước hết thọ trì hạnh đầu đà, ngủ nơi rừng vắng để cho phàm tâm của mình bớt sao xuyến rộn ràng. Như người thợ chuốc tên đẽo vót các phiền não thô sơ bên ngoài cái phàm tâm, tẩm nó bằng thứ dầu yêu mến đức tin, đức tin là chánh pháp, hơ nó lên ngọn lửa nóng là sự nhiệt thành tinh tấn cả thân tâm, rồi đem nó lên buộc ép trên cây cột thiền chỉ thiền quán,
làm cho nó trở nên ngay thẳng, phẳng phiu, rồi ắt sẽ thấu triệt các pháp phủ vi, phá vỡ cái khối vô minh vĩ đại, chứng đắc tam minh lục thâm của chánh pháp. Khi chủ được các pháp siêu nhân ấy rồi, người trở nên là bậc ứng cúng tối thượng, rất đáng thọ dụng các vật dân cúng của tín thí vậy. À, thì qua cái đoạn chú giải thích đây đó, mình hiểu nè. Khi mà mình, bản thân của mình thấy rõ ra được cái lợi ích của cái việc thiện, tai họa của cái việc bất thiện, từ chỗ đó bản thân của mình cam tâm tình nguyện kiểm soát làm chủ cái tâm của mình. Thì kiểm soát làm chủ cái tâm của mình trên hai phương pháp. Một là thiền chỉ và hai là thiền quán. Thì thiền chỉ là như thế nào? Thiền chỉ đó là mình đóng bớt các cái cửa lại, xin thưa quý vị. Mình có con mắt nè, mình mà cứ để cái con mắt này nó làm việc nhiều quá đó, thì dẫn đến đó là dao động nè, rồi là khó kiểm soát nè, rồi là cái gì hoảng loạn nè. Lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, thân cũng vậy. Làm việc nhiều quá đó là mệt, làm việc nhiều quá đó tất yếu dẫn đến đó là sẽ có nhiều sai phạm. Mà sai phạm đó thì là cho ra cái kết quả, hậu quả không có tốt đẹp gì cả. Từ chỗ đó đó bắt đầu là gì? Mình đóng bớt một số cửa. Tập đóng bớt một số cửa. Thì tu tập thiền định đó là tập đóng bớt một số cửa. Và một khi mà mình đã đóng được rồi, thì xin thưa quý vị đó, mình mà chứng đắc được thiền định đó, như là tu tập tứ vô lượng tâm, hay là tu tập các cái kasina xanh vàng trắng đỏ, hay là tu tập hơi niệm hơi thở ra hơi thở vô đó, tâm của mình mà an trú được trên các cái đối tượng các đề mục đó rồi, và tâm của mình ly khỏi các dục, các ác bất thiện pháp, thì lúc đó mình sẽ chứng hay là thành tựu được các cái tầng thiền. Và một khi mà chứng hay là thành tựu được các cái tầng thiền rồi nè, mình có khả năng đó nhập lại các cái tầng thiền đó. Nhập lại là sao ạ? Là ví dụ như mình chứng đắc được cái đề mục màu xanh, thì xin thưa quý vị lúc đó, cái tâm của mình chỉ bắt đúng có một cái đối tượng màu xanh đó thôi. Và xin thưa quý vị là một tâm nó làm, một tâm nó bắt một cảnh, thì thành ra đó cái cảnh, cái đối tượng bây giờ là màu xanh, thì là một cái tâm đó nó sanh khởi, sanh suốt liên tục. Thì xin thưa quý vị lúc đó, cái tâm của mình quý vị thấy nó có phải là làm giống như một cái đoàn xe dài thường thường không, thẳng băng vậy. Thì ngay khi đó thử hỏi bà con, chứ phiền não này kia kia nọ đó, nó có xen vô được không? Nóng lạnh mưa gió đó, nó có ảnh hưởng như thế mình không? Không. Với người đó, cái tâm mà định tĩnh đó, thì xin thưa quý vị xét đánh cũng không có hề hắn gì, không hay biết luôn, là quên hết tất cả. Đó thì nó an lạc vô cùng vậy đó, xin thưa quý vị. Còn khi nào đó ha, mà các cái giác quan của mình mà còn làm đủ thứ việc đó, thì ôi thôi, đủ thứ phiền toái, đủ thứ phiền phức. Quý vị mà có đi lui đi tới nhiều đó, mà đi xe cổ chung đó, thì nhiều khi mình muốn nghe đó, xin thưa quý vị, mà trên xe đó, người ta chuyện trò đó, giống như mấy con ong cứ vo cái lỗ tai mình riết, cái lỗ tai mình bị tra tấn riết. Thì khi mà cái lỗ tai mình bị tra tấn riết vậy thì cái tâm tư của mình làm sao đó mà an ổn, bình an, bình lặng được? Phiền toái, phiền não vô. Thì bây giờ đó mình làm cho cái tâm của mình nó trụ trong bồ đề mục vậy, một loại tâm sanh lên vậy, những thứ đó đó quên bẵng, biến đâu mất hết, thì lúc đó mình sẽ an lạc, hạnh phúc vô cùng. Đó là phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai bằng thiền quán. Thì thiền quán là sao? Thiền quán đó là mình phải thấy ra cho được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã ở trong pháp vũ vi. Mà muốn thấy ra được vậy đó, thì xin thưa quý vị nè, mình phải hiểu. Cái con mắt này nè, khi mà mình thấy, khi mà mình thấy đó, thì không phải là mình muốn thấy là mình thấy được, mà cái thấy này nó sanh lên được đó, nó cũng phải có nhiều yếu tố, nhiều chất liệu
hội đủ yếu tố chất liệu đó, đó thì cái thấy đó nó mới được hình thành. Giống như ngôi nhà mình xây lên đấy sư tu gì à, thì ngôi nhà sẽ được xây lên thì cũng phải có các cái chất liệu mới xây lên được ngôi nhà. Ví dụ như là gì, gạch nè, cát, đá, xi măng, cốt thép à, thí dụ vậy. Thì năm thứ này hình thành thì ngôi nhà mới được à, năm thứ này nó tụ lại thì ngôi nhà mới được hình thành à, thì khi đó mình hiểu qua con cái thấy. Cái thấy có được là cũng vậy. Thấy là do ba chất liệu tạo lên. Đó là gì à, con người nè. Đây là thần kinh nhãn với tôi. Con à, rồi là cảnh sắc nè à, nếu mà mình nói theo chất đó, thì là gì, là cơ chất nè, cảnh sắc chất nè, và là cái gì, nhãn thức chất. Ba chất liệu này nó gom lại thì cái thấy mới được hình thành. Và nếu mà không có đủ ba yếu tố này thì cái thấy nó không có được hình thành. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ hiểu đó, cái thấy này nè, có ngã trọng sinh tu gì không, nó không có một cái yếu tố đơn nhất mà, thì thành ra là không có cái ngã được. Nhưng mà vì do ha, cái màn vô minh của mình, cái thành ra mình mới cho rằng nó có cái ngã, cho nên mình mới nói là tôi thấy đó. À, chứ kỳ thật ra đó à, thì cái thấy đó nó được hình thành từ nhiều yếu tố. Cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng cũng vậy đó sư tu. Đó, mình tu tập kiểu vậy đó là tu tập thiền quán. À, và từ cái chỗ mà mình tu tập thiền quán vậy thì bắt đầu nè, sau này khi mà mình thấy, thấy nghe ngửi nếm đụng nè, à, thì thấy mà cái gì đó nó tốt đẹp thì mình biết đây là cái gì, cái quả thiền. Thấy là quả sinh tu gì à, còn thấy những cái gì mà trái nghịch lòng đó là quả của bất thiện à, thì cái sở dĩ mà có cái quả này nè là gì, do có nhân đó. Từ cái chỗ đó cái gì, mình hiểu biết được nhân quả mà xấu vậy đó à, dẫn đến là gì, mình sẽ phải thu thúc à, thu thúc cái miệng của mình nè, gìn giữ cái miệng của mình đó, thu thúc cái thân gìn giữ cái thân của mình, thu thúc cái tâm gìn giữ cái tâm của mình à, tức là mình tu ba chánh giới đó tu à, mình có riêng à, có cái sự nhớ biết vậy đó, rồi tinh tấn cố gắng tu tập ba chánh giới à, thì nhờ tu tập vậy đó, cái bắt đầu từ từ là gì, phiền não sẽ giảm bớt. Dạ, phiền não sẽ giảm bớt đó, tức là mình nói theo pháp đó, nói theo thông thường lý thuyết đó, là mình tu tập bát chánh đạo à, tu tập bát chánh đạo à, là từ cái chỗ đó đó phiền não nó sẽ giảm dần dần. Mà một khi phiền não nó không còn nữa đó, thì là tam minh sẽ xuất hiện à, và nói gọn thôi là lậu tận minh xuất hiện, tức là trở thành bậc thánh hay là thánh đạo thánh quả nó xuất hiện à, thì xin thú vị, khi tâm thiền xuất hiện đó, thì cái tâm của mình đó cũng được ngay thẳng à, nhưng mà cái ngay thẳng đó đó nó tạm thời thôi, nó chứ không phải là vĩnh viễn. Tạm thời là sao, là một ngày nào đó, một kiếp nào đó phiền não nó cũng sẽ tấn công trở lại à, còn cái ngay thẳng theo cái kiểu mà mình tu tập bát chánh đạo đó, làm cho cái tâm của mình nó trong sạch thanh tịnh đó à, thì khi nào phiền não nó mất rồi thì phiền não nó sẽ không có còn sanh trở lại nữa. Dạ, sanh trở lại nữa à, thì mình tu tập, mình làm theo cái phương pháp vậy thì cái tâm của mình nó cũng sẽ được thẳng ra. Và dĩ nhiên nói lại, để mình cam tâm tình nguyện làm cho cái tâm của mình thẳng thì buộc lòng mình phải là người trí, tức là mình phải hiểu biết, hiểu rõ ràng về nhân quả nghiệp báo, hiểu biết tương đối rõ ràng về tam tướng, hiểu biết tương đối rõ ràng về đạo lộ à, hướng đến từ bỏ tham lam sân mê đó, và bắt đầu mình mới cam tâm tình nguyện làm cho cái tâm của mình thẳng. À, chứ còn nếu mà mình vẫn chưa có thấy ra được cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là thiện, cái gì là ác, thiện cho quả lành, ác cho quả khổ đó à, thì chưa đâu sư tu gì, mình cũng khó để mà à, tự cam tâm tình nguyện làm cho cái tâm của mình nó thẳng thớt.
Rồi đó là toàn bộ những cái gì mà chúng tôi hiểu biết về ý nghĩa ẩn ở trong câu kệ số 33 này, xin được trình bày đến với toàn thể quý vị. Mong qua câu kệ này chúng ta sẽ được lợi lạc từ việc học pháp, hành pháp. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin hồi hướng đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, đồng là tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Sư Sa Thú Lành Thầy, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Mẫn, Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học số 33 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức, và con kính thỉnh Đại Đức Minh Mẫn chúc phúc cho room chúng con được trọn vẹn phước báo vì Thượng Tọa Minh Hạnh đã rời room, và con kính dâng mít đến sư. Phật tu sáp mangalang rakhan tu sáp diwa ta sáp buddha nu pha we na sáp thamma nu pha we na sáp sangka nu pha we na soda sote pha wan tu te. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào room chứng minh chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ngưỡng ngầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi hộp về sẽ dùng pháp thi tiền bề cung dân, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn nao phước hằng hà xa. Tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiền nam tính nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quân được phần an khương. Chúng sanh bốn loài thông thường, nõn thai thấp quá khi nương pháp lành. Giải thoát bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đo đài, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang. Bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hành thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thải chúng con tân qua trong pháp Phật rồi giáo truyền. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào room nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt cảm dân, xin xuống mic.